vì sao Trung Quốc sẽ không để yên và Tô Đại sẽ bắt đầu một giai đoạn đầy sóng gió. Không thể kéo dài tình trạng đất nước để trống vắng hai ghế quan trọng là Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội, đặc biệt là ghế Chủ tịch Quốc hội. Điều này khiến cho nền chính trị tại Việt Nam trở nên xấu xí trong mắt giới quan sát và các nhà đầu tư quốc tế. Vì vậy, kỳ họp thường niên của Quốc hội lần thứ 7 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5, có một nội dung quan trọng là bầu hai chức danh trên. Đó cũng là lý do để Hội nghị Trung ương 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khai mạc vào sáng ngày 16 tháng 5 tới đây. Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm. Có nhiều đồn đại khác nhau trên mạng xã hội của người Việt. Nhiều ý kiến cho rằng khả năng cao ông Tô Lâm sẽ bị ép ngồi vào ghế Chủ tịch nước với lý do để ông có đủ điều kiện ở lại trong danh sách nhân sự chủ chốt của Đại hội 14. Trong lúc chưa rõ ai sẽ thay thế vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Tô Lâm không nhận sự ủng hộ của những thành viên còn lại của Bộ Chính trị. Hơn nữa, ông bị đánh giá là một chính khách không đủ đạo đức cũng như tư cách để trở thành một người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Đài phát thanh BBC Việt ngữ mới đây có bài viết với tiêu đề Chính trị Việt Nam biến động, tại sao lại nhắc tới Trung Quốc, trong đó đưa ra nhận xét như sau. Nhìn lại những tháng đầu năm nay có thể thấy rằng chính trường Việt Nam đang trải qua giai đoạn rung lắc dữ dội. Quan sát điều này, nhiều nhà phân tích quốc tế đưa ra nhiều đánh giá và câu hỏi tương lai của Việt Nam. Đột nhiên người anh em Cộng sản Trung Quốc được nhắc tới. Nhận xét của đài BBC không phải là mới, nhưng đây là phát hiện có ý nghĩa trong thời điểm này liên quan đến ứng viên cho chức Tổng Bí Thư, để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng đã già nua. Lãnh đạo Trung Nam Hải lâu nay đã can thiệp sâu vào nhân sự cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này trở thành một nguyên tắc bất di bất dịch từ sau hội nghị Thành Đô vào năm 1990. Người trở thành Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam dứt khoát phải được Thiên Triều chấp nhận. Đây là điều không thể đảo ngược. Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhân vật được đánh giá là có quyền lực vô đối và Tổng Trọng cũng phải dè chừng. Bằng chứng thì trong vòng có 35 ngày, Tô Lâm đã đánh gục hai nhân vật tứ trụ đầy quyền uy, hai học trò thân cận do tự tay Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng dìu dắt mà không hề run tay và sợ ông Trọng phật lòng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Vương Đình Huệ. Việc Bộ trưởng Tô Lâm lên kế hoạch và ra tay hạ bệ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ứng viên số 1 chiếc ghế Tổng Bí Thư, trong và sau chuyến thăm Bắc Kinh cấp nhà nước của Huệ là một điều phạm thượng. Với chiến thuật nhanh chóng bất ngờ, Tô Lâm lập tức cho công bố tin bắt trợ lý của Chủ tịch Quốc hội với cáo buộc nhận 2,2 nghìn tỷ đồng tiền hối lộ. Từ tập đoàn Thuận An, một sân sau của phe Nghệ An. Hơn thế nữa, Chủ tịch tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng còn được cho là cháu của Vương Đình Huệ. Với những tài liệu được truyền thông nhà nước thông báo công khai, cộng thêm các bằng chứng xác đáng không thể chối cãi, đã khiến Trung Nam Hải phải ngậm bồ hòn làm ngọt và nuốt hận vào trong. Nhưng chắc chắn Bắc Kinh sẽ không để cho Tô Lâm được yên. Việc Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vi bất ngờ sang thăm Việt Nam trong vai trò trung gian hòa giải được đánh giá là giải pháp còn nước còn tát trước khi Bắc Kinh tung đòn trừng phạt mạnh mẽ. Nhiều ý kiến phản bác quan điểm trên. Dẫn thông tin từ báo Công an Nhân dân cho biết, khi gặp ông Trần Tư Nguyên, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc tại Hà Nội, vào ngày 10 tháng 1, Tô Lâm đã đề nghị như sau. Lãnh đạo Công an Trung Quốc giúp đỡ về lý luận và thực tiễn trong việc duy trì vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, cũng như các cơ chế, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, chống tham nhũng, bảo vệ tuyệt đối vị trí cầm quyền của đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Dẫn chứng này củng cố lập luận cho rằng Trung Quốc đã nhắm Tô Lâm cho vị trí quyền lực hàng đầu của Việt Nam. Tổng Trọng và Chủ tịch Tập Cận Bình. Cũng đừng quên thỏa thuận của Tô Lâm chỉ là sự cam kết giữa hai bộ trong hai chính phủ, hai nhà nước cùng đi theo mô hình nhà nước công an trị. Hơn nữa, chưa bao giờ Tô Lâm được tiếp kiến Tập Cận Bình một cách chính thức. Trong quá khứ, bài học của cố Tổng Bí Thư Lê Duẩn, muốn nhân vật đầy quyền lực của Đảng Cộng sản do đã làm phật lòng Thiên Triều, Bắc Kinh đã phát động một cuộc chiến tranh quy mô lớn để dạy cho Việt Nam một bài học.
Nói thế để thấy ông Tô Lâm phải hết sức cẩn thận vì đã có hành vi được cho là hỗn hào, vuốt mặt không nể mũi với Bắc Kinh. Những điều vừa kể trên cho thấy đã bắt đầu một giai đoạn đầy sóng gió với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong cuộc chơi vương quyền. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Vì sao Trung Quốc không để yên và Tô Lâm sẽ bắt đầu một giai đoạn đầy sóng gió. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Tô Đại sẽ rời ghế Bộ trưởng Công an để ngồi ghế Chủ tịch nước, tham vọng đã chấm dứt. Hai ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ đã dắt tay nhau ra đi, không kèn, không trống. Điều đó chứng minh Bộ trưởng Tô Lâm là một nhân vật đầy uy quyền, trong tay nắm giữ tàng thư nhúng chàm, với kho tài liệu lưu trữ những bí mật động trời, có thể buộc bất cứ quan chức nào từ cấp thấp đến cấp cao nhất phải ra đi. Điều đó khiến cho giới quan chức mỗi khi nghe danh Bộ trưởng Tô Lâm đều run như cầy sấy. Đó là lý do khiến người ta cho rằng Tô Lâm có quyền lực vô đối. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm. Nhưng trời bất dung gian, Tô Lâm vốn dĩ chẳng sạch sẽ gì. Ông có quá khứ với không ít bê bối như chuyện thịt bò rát vàng đã trở thành thương hiệu của ông, hay vụ công văn mật của ông trong đại án tham nhũng mobile phone mua AVG. Những vụ việc này sẽ mãi mãi là vết nhơ của ông, khó lòng gột rửa. Nhưng cũng chỉ là một vài ví dụ nhỏ về tội trạng của Tô Lâm mà thôi. Hiện nay đang có những đồn đoán về việc có một nghị quyết của Bộ Chính trị giao cho cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng kết hợp với cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để điều tra về các sai phạm của Tô Lâm. Nếu những đồn đoán này là có thật thì rất nhanh số phận của Tô Lâm sẽ được định đoạt. Công luận nhận xét quân đội trước nay vẫn đứng ngoài mọi tranh chấp phe phái nhưng dường như đã bắt đầu vào cuộc hoặc bị lôi kéo vào cuộc. Theo đó, Bộ Quốc phòng sẽ lật lại hồ sơ với ông Tô Lâm. Mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt Nam ồn ào bàn tán về một bài viết ca ngợi một doanh nghiệp có tên Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holding. Trang cafe.vn khẳng định tập đoàn này thuộc sở hữu của dòng họ Tô và là sân sau của Bộ trưởng. Đáng chú ý, bài viết trên đã bị gỡ ngay sau ít giờ. Nếu truy cập theo đường link thì nhận được thông báo bài viết không tồn tại. Tuy nhiên, trên mạng xã hội vẫn chia sẻ nội dung bài báo cụ thể như sau. Làng Xuân Cầu là nơi sinh của Tô Lâm thuộc tỉnh Hưng Yên, được dùng làm tên của Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holding. Công ty này là một tập đoàn đa ngành được thành lập từ năm 2000, có trụ sở chính tại Hà Nội do 6 cổ đông tham gia góp vốn. Toàn là người của đại gia đình họ Tô ở Xuân Cầu với cơ cấu ông Tô Dũng, chủ tịch hội đồng thành viên là em trai của Tô Lâm nắm giữ 61,7%, bà Tô Thị Thu Hiền, em gái Tô Lâm 16,1%, Tô Duy, giám đốc phát triển kinh doanh, con trai Tô Dũng, cháu gọi Tô Lâm là bác ruột 11%, Tô Hồ Thu, con gái Tô Dũng 7%, Bùi Quang Hiếu 3% và cuối cùng là ông Nguyễn Hùng Mạnh 0,2% vốn điều lệ. Tổng trọng và đại tướng Phan Văn Giang. Theo giới quan sát, tuy Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm không tham gia điều hành và không đóng góp cổ phần trong công ty của gia tộc họ Tô, nhưng người ta nghi ngờ rằng ông Nguyễn Hùng Mạnh, người đóng góp vốn thấp nhất là 0,22%, rất có thể là đại diện của Tô Lâm. Hơn nữa, Tô Lâm đóng góp cho gia tộc bằng quyền lực và sự bảo kê để công ty Xuân Cầu hoạt động thuận lợi. Theo kế hoạch đã định trước, vào ngày 20 tháng 5, Quốc hội khóa 15 sẽ họp kỳ họp thứ 7, trong đó có nội dung bầu hai chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội đang bỏ trống. Dư luận đồn đoán bà Trương Thị Mai sẽ ngồi ghế Chủ tịch Quốc hội, còn Bộ trưởng Tô Lâm đang bị ép phải ngồi ghế Chủ tịch nước, dẫu ông Tô hoàn toàn không muốn. Có lẽ đó là lý do vì sao bà Mai tuyên bố không nhận chức Chủ tịch Quốc hội, thậm chí xin nghỉ ngay lập tức. Đó cũng là lý do khiến tin tức vụ bê bối đại án Đại Ninh ở Lâm Đồng lại nổi lên lúc này. Giới thạo tin bật mí bà Mai sợ ông Tô Lâm phật ý và nổi xung như đã từng làm với ông Vương Đình Huệ
gần đây. Tuy nhiên, người tin mới đây cho hay bà Mai vẫn dứt khoát bảo lưu ý kiến, nếu bị ép vào ghế Chủ tịch Quốc hội sẽ xin nghỉ ngay lập tức. Do đó có khả năng ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ ngồi thay ghế này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình. Quan trọng hơn, đến lúc này ông Tô Lâm khó có thể thoái thác ghế Chủ tịch nước. Còn quá sớm để khẳng định cuộc đảo chính không tiếng súng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm coi như đã chấm dứt. Đổi lại, ông Tô Lâm nhận một chiếc vé vớt để tiếp tục có tên trong danh sách nhân sự lãnh đạo chủ chốt tại đại hội lần thứ 14. Đây có thể coi là một điều còn may mắn cho số phận của Tô Lâm. Tuy nhiên, sẽ không có gì đảm bảo một khi Bộ trưởng Phan Văn Giang chính thức ra tay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin hôm nay. Tô Đại sẽ rời ghế Bộ trưởng để ngồi Chủ tịch nước. Tham vọng đã chấm dứt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.